Xin chào các bạn, mình là Thanh Tùng. Mình có khoảng thời gian 30 năm chụp ảnh. Tùng hay có bỏ cái thời gian giao tiếp với cái đối tượng mình chụp một tí. Mình phải chào hỏi họ, mình phải giao lưu với họ một tí. Cô hôm nay bán đắt hàng hay không? Em hôm nay mặc cái áo này xinh quá gì đó, mình phải khen họ. Thì trong lúc thì giờ mình giao lưu với họ vài câu xong rồi mình có thể chụp rất là thoải mái, và mình chụp với cái tính năng tắt cái màn chọc đi để không nghe tiếng, với cái tính năng lấy nét mắt nhận diện khuôn mặt, thì lúc đó chúng ta sẽ giơ lên là chúng ta chụp thôi, là chúng ta sẽ có những cái khoảnh khắc rất là hay. Đối với chụp ảnh đường phố thì khi mà tắt tiếng, để khi chúng ta chụp, khi mình tắt cái tiếng đó đi để cho cái đối tượng mình chụp á, họ không biết mình chụp, thì lúc đó họ diễn rất là tự nhiên, họ nói rất là thoải mái, và cái nét mặt, cái cơ mặt trên họ nó không có bị gượng, nhận diện khuôn mặt và lấy nét mắt. Theo mình đó là hai cái tính năng mà cực kỳ quan trọng và cực kỳ mình yêu thích, mình chỉ việc quan tâm khoảnh khắc. Nếu các bạn trong vòng 30 phút thì tụi chụp được bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu ánh mắt. Hẹn gặp lại các bạn ở VinFi Day.